Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về khi phụ nữ đến tòa. Tôi không nói về việc phụ nữ là một luật sư. Tôi cũng không nói người phụ nữ là nguyên đơn. Tôi không nói người phụ nữ là bị đơn. Mà tôi nói người phụ nữ, khi người phụ nữ là người xét xử. Nói thế thôi, chứ thực tế là không có xét xử. Thưa quý vị và các bạn, tôi nói đến một cái vị thẩm phán nữ mà tôi đã được gặp và rất là ấn tượng trong cái quá trình hành nghề luật sư. Các bạn biết rồi, tôi năm nay cũng hành nghề cũng hơn 10 năm. Thì trong cái quá trình đó có rất là nhiều những cái phiên tòa. Tuy nhiên, có những anh chị thẩm phán mình gặp tới 10 lần xét xử. Có những anh chị thẩm phán mình gặp 4-5 lần là chuyện bình thường các bạn ạ. Tôi có một người bạn, bạn bảo với tôi rằng là Thu ơi, tòa án thành phố Hồ Chí Minh không bao giờ gặp lại lần thứ hai. Tôi mới cười, tôi bảo luật sư đồng nghiệp rằng bạn lầm rồi, có những vụ việc ở các anh chị ở tòa án thành phố Hồ Chí Minh mình gặp trong vai trò chủ tọa là 4 lần. Và dĩ nhiên cái con số lượng đó nó cũng không nhiều các bạn ạ. Tôi vẫn kể cho các bạn nghe một cái thẩm phán ở tòa án thành phố Hồ Chí Minh nhé. Vụ việc của chị chưa có xử đâu, chỉ 2 lần hòa giải thành tại tòa án. Và đó mà tòa án là cái cấp phúc thẩm chứ không phải là tòa án cấp sơ thẩm các bạn ạ. Vụ thứ nhất tôi kể các bạn nghe hòa giải thành. Tôi không đi ở cấp sơ thẩm. Thì một cái vụ kiện nó như thế này, hai vợ chồng cơm không lành canh không ngọt. Thì người chồng mới trở về nơi cha mẹ ruột mình ở, và bà mới được, và ông mới được, cha mẹ cho, nhà có hai anh em ruột thôi, thì mẹ mới tặng cho hai anh em mỗi người một phần đất. Thì các bạn biết rồi, ông trở về nhà và ông làm trên miếng đất đó. Và khi ông mất đi thì người vợ mới về và yêu cầu được nhận cái di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Mà bản án của tòa án cấp sơ thẩm tuyên như thế này. Và các bạn biết không, khi mà ông bà người vợ đó chưa có ly hôn và có con, yêu cầu về nhận lại cái suất thừa kế, và tòa án đã chấp nhận toàn bộ cái yêu cầu của người vợ và người con nữa, tuy nhiên bỏ sót một đồng thừa kế. Thì các bạn, hôm nay tôi sẽ phân tích cho các bạn như vậy đó. Quyền sử dụng đất này là của ông A, mà khi ông A chết rồi thì hàng thừa kế của ông A bao gồm cha mẹ của ông A, vợ ông A, các con ông A. Tuy nhiên không hiểu sao cấp sơ thẩm lại bỏ sót cái người mẹ của ông A, mà cũng là người đi khởi kiện. Bản án ra rồi, lên tới sơ thẩm tôi không tham gia các bạn ạ, tới là tới phúc thẩm. Thì tôi tham gia với vai trò luật sư, bên kia cũng có luật sư đồng nghiệp tham gia ở cấp sơ thẩm lên phúc thẩm. Còn tôi thì mới tham gia ở cấp phúc thẩm. Chị thẩm phán hỏi tôi vậy chứ, luật sư hòa giải không? Thì sau khi các bạn ạ, sau khi phân tích được tình hình rằng là bỏ sót cái việc thừa kế, và dĩ nhiên nếu bỏ sót hàng thừa kế như vậy thì án sẽ hủy. Chị thẩm phán kêu tôi lại, luật sư bị đơn có, nguyên đơn có hòa giải không? Tôi nói thôi thì cũng được chị, tại vì cái vụ kiện dân sự nó cũng kéo dài. Và chị phân tích cho nguyên đơn rằng là bây giờ mà vụ án mà trả về sơ thẩm thì phải đi lại từ đầu và xác định. Tuy nhiên thì một suất thừa kế vẫn còn đó, thì đúng là bỏ sót một cái đồng thừa kế là bà đó. Tuy nhiên bà được một phần, tôi còn nhớ là 1/6 trong suất thừa kế. Thôi giờ định giá bằng tiền, bà nhận không? Tôi nhận thôi. Luật sư kêu, chị thẩm phán kêu luật sư đồng nghiệp
giờ thấy không, đi từ sơ thẩm tới nay mà bản án sơ thẩm tuyên vậy, anh thấy có đồng ý không? Thôi bây giờ nói với phía bên của người người vợ và các con, một số thừa kế là của bà nội, là mẹ chồng, có đồng ý hay không? Và các bạn ạ, các bên đã đồng ý gặp nhau ở một điểm chung. Vị nữ thẩm phán không cần phải xét xử, mà các bên đã rút đơn khởi kiện và giao nhận cho nhau một số tiền trên tinh thần là người con dâu đưa cho bà mẹ chồng một số tiền theo sự thỏa thuận của hai bên. Các bạn thấy có tuyệt vời không? Bạn đi một thời gian dài sau đó thì tôi cũng vẫn là luật sư, tôi không nhớ, nhưng mà khoảng 4 hoặc 5 năm sau, vụ này tôi cũng không tham gia ở cấp sơ thẩm nữa quý vị, và lên cấp phúc thẩm thì họ lại nhờ tôi. Nôm na cái vụ việc như thế này nè, một người nguyên đơn ở đồng bằng sông Cửu Long cũng khá khó khăn lên thành phố lập nghiệp, và gây lên là thành phố lập nghiệp thì một người bạn mới thương và cưu mang. Thì trong cái quá trình mà thương cưu mang sinh sống đó thì bà chị em mà chị em coi nhau như bạn, thì bà mới cho cất ở một căn nhà ở phía sau. Ví dụ như đất mà giáp mặt đường đó quý vị và các bạn là 5 mét, thì dài vô là 100 mét. Thì người bạn bè mà mới thương cất một cái nhà ở phía sau. Tuy nhiên thì sau này trong suốt đằng đẵng thời gian khoảng 10 mấy năm, thì sau này mới phát hiện được rằng người chồng đó đã chuyển nhượng, nói thuật ngữ bình dân, đã bán cái phần đất này cho cái bà đó lấy một số tiền. Bà vợ không biết, bà vợ là bạn bè mà bà vợ không biết. Thì cái người mua đất họ đã khởi kiện đến tòa. Bản án sơ thẩm tuyên dày các bạn, tuyên là công nhận cái phần diện tích nhà cho cái bà mua đó theo đúng diện tích của bà luôn. Mà bản án sơ thẩm quên tuyên về đường đi, thì không lẽ tuyên, ví dụ tôi giải thích cho quý vị và các bạn, bề ngang 5 mét, bề dài 20 mét, bán cho bà kia 40 mét. Thì nếu trong trường hợp bất kỳ một cái bản án nào tòa tuyên thì bắt buộc tòa tuyên phải có con lối ra đường công cộng chứ, không lẽ là bay. Và sau khi nhận cái vụ việc này thì tôi thấy ô kỳ quá nha, kỳ thiệt á. Bản án tuyên công nhận cho nguyên đơn là 40 mét, vì có giấy giao nhận tiền, vì việc nhận chuyển nhượng từ trước năm 1993, nhiều thứ lắm. Tuy nhiên cái mà bản án không thấy thi hành là không có đường đi. Rồi sau khi thi hành rồi, các bên đã gọi là mâu thuẫn rồi, ai cho đường đi? Tôi đã nộp đơn kháng cáo, lại tiếp tục gặp chị thẩm phán. Chị bảo thì trong cái vai trò này thì có một mình tôi thôi, một mình tôi là luật sư thôi. Thì chị mới gọi tôi lên, chị bảo sao luật sư Thu có hòa giải không? Tôi nói có chứ chị. Ý chí của bên phía bên bị đơn của em là cũng muốn nhận lại đất. Thì không biết chị động viên phía bên kia nói gì không biết. Nhưng sau đó thì ví dụ như bây giờ quyền sử dụng đất mà hai bên mua mà tòa án định giá là 100 triệu đi, thì nhân lên gấp 3 lần như vậy. Các bạn ạ, nhân lên gấp 3 lần như vậy. Và phía bên nguyên đơn họ đồng ý, và các bên đã làm một cái văn bản giao nhận với số tiền. Các bạn thấy có tuyệt vời hay không? Người phụ nữ là như vậy đó quý vị và các bạn. Họ đầy tính nhân văn, họ biết buông, biết bỏ và nhận định những cái quy định của pháp luật. Sau này vài lần đến tòa thì tôi cũng gặp, tôi gật đầu và cười rất tươi vì tôi rất là quý chị. Đa số trong 100%
kháng cáo ở sơ thẩm lên phúc thẩm. Thì cái tỷ lệ mà án mà tôi nhận được để hòa giải thành thì nó rơi tầm vào khoảng 10%. 10% mà phải xét xử cả. Tuy nhiên rằng thông qua hai cái vụ kiện của chị, tôi gặp Nhật chị, thì rõ ràng nó lại không cần phải xét xử. Xử mà không cần xử các bạn ạ. Và ra tòa thì cả nguyên đơn, bị đơn đều rất là vui vẻ, vì ai cũng đã nhận được cái mục đích chung của bản thân mình. Cảm ơn chị, cảm ơn tất cả những anh chị thẩm phán đã có những cái phiên, những cái bắt được những hạt sạn để cho các bên đương sự quyết định ngồi lại với nhau. Vì nếu như trong trường hợp các bên sẽ tiếp tục khởi kiện chiến đấu tới cùng thì chúng ta biết rồi, nó sẽ tốn thời gian, công sức và tiền bạc. Video sắp tới tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn, khi người phụ nữ phạm tội, các bạn nhớ đón xem nha.